Em thì Nhân đang gấp một con máy là Santa KM 3420 BL7 ha. Đây là má in là Hàn Quốc. Đây bây giờ anh này đang cắt sợi chỉ. Này là mấy bước và nâng kia. Bước cắt chỉ động luôn nha, mấy bước Santa. Hàng chất lượng. Mẫu mã các bạn nhìn thấy là rất sắc sảo. Bây giờ mình mở máy lên ha. Đây. Bây giờ mình mở máy lên. Nó sẽ có bóng đèn sẵn cho mình. Đấy. Sáng hơn. Như là cái máy điện tử này á, nó Dạ. có một cái điều là hình như là khi mình xả cái máy này thỉnh thoảng nó hơi bị Đúng giật rồi, nhẹ dạ. đúng không? Đúng rồi, dạ. Cái này anh thấy thường hình như là người ta phải đi cái dép Đúng rồi, dép mình phải mang dép. ấy hoặc là gì đó là nó Anh máy dưới đây nè, anh máy dưới đây. ok à đúng rồi thiếu cái Đúng này rồi đây. cái lòn lên lỗ Đúng này. rồi, dạ. Này là mình đang gáp, tầm giờ này tầm khoảng là 10 giờ rồi. Thì mình còn đang ở là Long An, thuộc xã Long Hồ Đông nha. Rồi. Cái máy này tích hợp lại mối trên đây luôn nè. Này là Thế nhấp còn mũi. à cái đó nhấp từng mũi Đúng rồi, một dạ. Này, đây là được đánh suốt trên máy luôn nha anh. Này bây giờ mình. à cái này đánh máy trên này chứ không phải bên hông Đúng này. rồi, dạ, nó hiện đại hơn chứ. Đây. Cái mã máy Đấy, này. em cái chỗ phần này là thế nào đây cứ Đây là qua để chỉ hết chỉ anh đầu đi. anh. Đây, bây giờ mình máy ở đây luôn nè. À Máy vô lạnh vô giữa luôn. Đây nó hết chỉ cho mình đó. ok Dạ. à cái này Khi nó mà chạy ra là nó châu sẽ được hết cái này vô. à Vậy. vì là nó có nam châm lúc mà bật điện lên chạy là bắt đầu nó nam châm nó hít này rồi đúng không Khi mà mình chạy đúng rồi dạ. Anh phải sợ lo sợ này đúng quá rồi dạ. Anh để hai chân lên máy luôn. để hai chân lên này. Đấy, đấy. nhảy quá Đấy rất là nhạy. cái này là mình nhấc kim lên mình cũng quay thôi đúng Đúng không rồi dạ. Rồi bây giờ anh dở chiến dịch lên. Gạt nó qua. Anh ngồi xích qua bàn anh gạt nó qua. Đúng rồi dạ. Đấy, anh lấy đám nhạy này ra. Và anh móc chỉ dưới lên cho em ha. Bây giờ anh cầm cọng chỉ đó. Anh cầm cọng chỉ đi nè. Rồi mình quay nó xuống. Anh cầm cọng chỉ đi. Anh cầm cọng chỉ đó. Rồi, ok. Bây giờ anh lấy một tấm vải anh may thử đi. Giờ móc chỉ lên rồi anh. Này, mẫu máy rất là đẹp luôn nha. Bạn xem nè. Mẫu mã máy rất là đẹp. Này, hàng Santa các chỉ động luôn nha. Chân dịch bước. Bây giờ anh đạp thử máy đi. Đấy. Tiếng máy rất là êm luôn nha. Hàng Santa là bạn các bạn đã biết chất lượng như thế nào rồi. Cái này Khi lại mà đúng chưa? anh lại mối anh nhấn nhấn đạp chân đấy, À. đạp. Đấy, nó lại cho mình. À. Anh khỏi mất công phải là qua đây. À. Hay nó tiện cho Tức mình. là cái Qua đây thì này nó hơi nặng xíu, mình đấm đây nó nhẹ hơn. à. Này là nhấp mũi nè. Ok. Dạ. Này cái mức độ thư giãn nó rất là cao luôn nha. Tới số 8 lần. Anh quay xíu nữa. Đó. Rồi. À, xíu em sẽ hướng dẫn anh cách mà lại mối. Này cái bảng điện tử này nó cũng chỉnh như cá tương tự như cái dòng máy khác luôn. Mang bước nha. Rồi bây giờ thì anh đạp thử đúng không? Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh bên đây. Rồi, anh bỏ dịch xuống đi. Đây nè anh. Anh thấy chữ AB không? AB thấy. AB là một là mối đầu nè, CD, DC là mối đuôi. Ồ. Ha, bấm bấm AB. Hiển thị một gạch nè. Bấm đi hai gạch ha. Giờ bấm đi hai gạch. Khi mà anh chạy vô nó sẽ phá đầu, phá đuôi cho anh. Nè, A nó sẽ đi 3 mũi, B sẽ đi 3 mũi, A là lượt đi, B là lượt về.
thế lực tới. Và khi mình phá đuôi á là khi mình nhấn gót cắt dây xong. Đây nè, số 3 nè, xe trở lại. Nó đi về lại 3 mũi và đây là sẽ đi tới 3 mũi. Nó sẽ khóa đầu khóa đuôi cho mình ha. Này tăng giảm của nó nè. Nó là nó là số tới số 9 là tối đa của nó. Rồi bây giờ anh đạp thử đi. Chưa, bây giờ anh nhấn gót đi. Đấy. Nó nhấn gót là nó lại mối cho mình, nó lại mối và cắt chỉ. Bây giờ anh dở dịch lên. Anh dở dịch lên. Rồi, ok, lấy chỉ gà. Lúc mình nhấn gót là nó lại mối xong nó cắt chỉ. Đúng rồi dạ, đúng rồi dạ. Nhưng mà lấy nè, nhấn gót nó hơi mạnh cái nó chạy nhanh quá. Không, nó anh cắt gót, anh nhấn gót nó phải đi chạy như vậy. Anh dở dịch lên anh đạp tiếp. Rồi bây giờ anh đạp lại. Ủa, vì sao nó không lại cái mối đầu ta? Bây giờ anh chạy đi. À. Đấy, thấy không? Ok. Bây giờ đạp chạy lên. Rồi mình tới một điểm dừng của mình. Mình muốn nhấn gót anh sẽ nhắc vậy cho mình. Và nó sẽ làm mối cho mình luôn. À. Nhấn gót. Đấy. Tốc độ lại mối và nhấn gót của nó hơi cao. Số 4 này nè, bây giờ mình giảm xuống đi, số 3 thôi. Là coi như là 3 mũi. Là 3 mũi đúng không? Dạ. Nó sẽ đi tới 3 mũi và nó về 3 mũi cho mình. Ok. Là coi như là lúc mà mình ngừng cái bắt đầu là nó sẽ đi 3 mũi nữa, nó đi 3 mũi đi, nó đi 3 mũi về. Nó về lại 3 mũi sẽ đi tới. Tới cái điểm dừng của mình. Ok. Mình đang đứng điểm dừng đúng không? Bây giờ nó sẽ ve lại 3 mũi và đi, nó chở ngược lại 3 mũi sẽ đúng điểm dừng của mình. Ok. Nếu mà anh dừng cho nó, nếu mà nó đi tới 3 mũi sẽ dư tấm vải của mình thì sao? Ok. Hay quá. Cái lúc mà nó lại mũi nó làm nhanh quá. Thì nó phải nhanh hơn chứ. Ừ. Đấy. Nó phải nhanh mình mới ra hàng được chứ. Ừ. Rồi. Bây giờ anh nhấn gót. Dạ chị. Rồi qua đây em sẽ hướng dẫn cho anh cách mà chỉnh tốc độ nè. Anh bấm B. B1 nha. Ừ. B nè, bấm vô 1 lần thôi. Ha, rồi bấm S. Tốc độ nó là tối đa là 2200. Ok. Tốc độ tối đa của nó. Tại vì máy mình máy mới trong quá trình ngủ đai thì mình chạy tầm khoảng 1200 hay là 1500 tùy theo mình ha. Ừ. Xong mình bấm S là trở về vị trí đầu. Anh hiểu chưa? Bây giờ em hướng dẫn là anh lần nữa nha. Bây giờ bấm B. 01 hiển thị vào 01, nếu mà 011 như thế này là không đúng. Mình hiển thị bấm sau B01 ha. Xong mình bấm S. Đây nè. Đúng rồi dạ, tốc độ cao nhất là 2000. Mà máy mình mà trong quá trình go die thì mình chỉ 1100 và 1200. Thế nên là cái dấu cộng này tương ứng cái số đúng trên rồi, này dạ, đúng không? Số hàng thứ tự. Ấn này lên 1003. Đúng rồi, đơn vị hàng chục phần trăm chục ngàn đó. Ok, rồi. Dạ, nó vậy. Thì đó xong mình bấm S là xong. Cái này là tăng giảm tốc độ nữa nè. Thì nó cũng mũi tên lên, mũi tên xuống. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh này. B, S. Là mối đầu nè, là mối xuống nè. À, xuống giảm tốc độ nè. Và tăng tốc độ nè. Anh thấy không? Ok. Mình có bấm bấm PS. Nói chung là có hai cách đúng không? Đúng rồi dạ. Ok. Rồi. Nếu mà mốt á, anh mà bây giờ anh đạp đi. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh. Rồi, bây giờ anh đạp. Rồi nhấn gót. Rồi bây giờ này dưới đầu. Ủa là nó nghĩa là sao cái đó là nó máu anh mà bấm động như lúc này này ha đúng không? Ừ. Nó mũi tên thẳng xuống nè. Ừ. Và có mũi tên mà được gấp khúc như thế này. Ừ. Anh này rồi, anh bấm vô mũi tên gấp khúc là chạy về tự do. Ừ. Đấy bây giờ anh chạy thử lại đi. Ủa cái này đứt chỉ rồi. Ủa đây nó làm cái hồ này. Thì em chỉ anh những cái lỗi của nó, đúng không? Mốt anh biết anh còn khắc phục. Đây sau lỗ này nè. Sọ này. Đúng rồi, anh máng qua gảnh này. Vòng qua đây, chui qua lỗ này. Đúng rồi, anh phải cho nó vô gảnh giữa nha. À. Hay là kéo sát cái đúng rồi dạ. Rồi bây giờ anh máng qua đây. Đúng rồi, dạ. Bật qua chạy. Bây giờ nè Phan, giờ mình tắt lại mối đi cho nó đỡ tiếng ồn. Bây giờ cái nút này nè, bây giờ mình muốn tắt thêm, tắt lại mối rồi mình bấm vô một lần nữa thì mình mất cái nút này. Mất cái đó là... Đúng rồi dạ, mất cái này là tắt lại mối. Okay. Bây giờ mình đang giao dịch lên. Giờ này cũng khuya rồi, cũng làm phiền chị quá. Okay.
Rồi giờ giờ anh đạp đi, thấy nó sẽ tự đánh trước cho mình. Bây giờ anh đang mới đầu là mới đu là anh biết đó đúng không? Có gì anh lên liên anh xem ha. Giờ mình làm liền chịu quá, ngại quá. Dẫn nhất tới cái tốc độ nó chậm ha. Đúng rồi dạ. Mấy mình chỉ tốc độ là như ngàn hai. Dạ ngàn hai anh. Mình lúc vô đai thì mình cũng nên chạy. Đúng rồi dạ. Xíu đó, xong mình đánh công em sẽ chỉ cho anh mà cách mà để châm dầu. Này đầy nó tự lấy ra đúng không? Đúng rồi dạ. Đây sẽ tự động bật ra cho mình.